Đứng trong khung thành của đội chủ nhà trận đấu ngày hôm nay đó là Quang Thế Tài. Với bộ ba trung vệ ở phía trước anh đều là những tuyển thủ quốc gia Thanh Bình, Đức Chiến và Tiến Dũng. Ở hàng tiền vệ của câu lạc bộ Thể Công Viettel đó sẽ là Tiến Anh, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức và Phan Tuấn Tài. Còn trên hàng công đó sẽ là bộ ba Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung và Nguyễn Hữu Thắng. Đeo chiếc băng đội trưởng bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel như thường lệ vẫn sẽ là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Còn bên phía PVF CAND đó sẽ là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Xuân Nam cùng với Phí Minh Long là những cầu thủ nằm ngoài nhóm 9 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF đá chính ngay từ đầu trong trận đấu này. Pha lên bóng của các cầu thủ áo vàng. Bây giờ là Văn Đồ. Vẫn tiếp tục là Văn Đồ. Đưa bóng vào. Không được. Ở trận đấu này thì câu lạc bộ PVF CAND đều đón chào sự trở lại rất quan trọng của Lê Văn Đồ và đặc biệt là Thanh Nhàn. Đó là tình huống căng ngang của chính Thanh Nhàn. Lê Văn Đồ. Vẫn là Văn Đồ, cố gắng qua người. Không được. Trọng tài xác định sẽ là phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Một pha bóng mà các cầu thủ áo vàng đã cho thấy được ý tưởng về việc họ muốn nhập cuộc và đánh phủ đầu. Lê Văn Đồ. Một đối một với Trương Tiến Anh. Vẫn là Lê Văn Đồ. Sút bóng. Không vào. Một tình huống cắt inside đi vào trong quen thuộc đến từ Lê Văn Đồ. Và sau đó là một cú sút bằng lòng trong chân phải. Những trái bóng đã đi chệch khung thành. Sẽ cố gắng chơi công hiến. Sút bóng. Không được. Chờ bóng vào. Đánh đầu. Không vào. Tiếp tục là một quả đánh đầu khác. Xuân Nam rất cố gắng để đưa được bóng vào. Hai cú đánh đầu liên tiếp đến từ các cầu thủ áo vàng. Thêm một quả treo bóng nữa. Xuân Nam sút bóng. Không vào. Liên tiếp là những nỗ lực dứt điểm của đội khách. Huấn luyện viên Mauro Geromino đã bày tỏ rõ sự tiếc nuối của mình và cũng thật tiếc cho Xuân Nam. Lê Văn Đồ đã rất cố gắng đưa bóng ngược trở lại cho Xuân Nam. Và sau đó thì cầu thủ gốc Hải Dương có một cú dứt điểm đập vào chân của Bùi Tiến Dũng, leo qua xà khung thành của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và tranh chấp không thành công của các cầu thủ PVF CAND. Đường truyền khá tốt. Đó là pha mở bóng của Đinh Tuấn Tài. Cơ hội cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Dứt điểm. Cuối cùng thì Hữu Thắng cũng có thể cởi bỏ những áp lực đã bủa vây lấy anh. Trong hơn nửa mùa giải không thể ghi bàn. Đinh Tuấn Tài là người đã mở bóng rất chính xác để đồng đội băng lên. Trương Tiến Anh đã quan sát vào phía trong. Chúng ta có thể thấy những bước chạy của Nhâm Mạnh Dũng để hút theo các cầu thủ của PVF CAND. Và để cho Hữu Thắng tiếp ứng ở phía sau. Trong sự bất ngờ của các cầu thủ phòng ngự, đặc biệt là bộ đôi trung vệ bên phía PVF CAND. Minh Đoàn đã không thể theo được với Hữu Thắng để cho số 8 bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel ghi bàn thắng giúp cho huấn luyện viên Đức Thắng được hưởng niềm vui và cũng như là các cổ động viên của đội chủ nhà giúp cho họ có được bàn thắng đầu tiên. Nhâm Mạnh Dũng cố gắng che chắn. Đó là sở trường của Nhâm Mạnh Dũng. Tiếp ứng kịp thời Hữu Thắng. Đưa bóng vào. Không được. Hữu Thắng đã kịp thời tiếp ứng cho Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng đáng tiếc cho Thể Công Viettel là Trương Tiến Anh có một cú đệm bóng khiến cho trái bóng bay quá cao. Hữu Thắng đã tiếp ứng rất kịp thời sau khi mà Nhâm Mạnh Dũng không thể vượt qua được cầu thủ áo vàng. Thanh Nhàn nắn nót với quả tạt khá nguy hiểm. Một chủ đích đưa bóng về phía cột xa đến từ Thanh Nhàn. Cố gắng để phối hợp nhanh. Và pha băng lên là của Danh Trung. Không được. Pha xử lý hỏng rất đáng tiếc. Cơ hội cho Thể Công Viettel. Tiếp tục là Tiến Anh. Và tạt bằng chân trái. Không được. Và mới trèo vào trong. Hữu Thắng chân trái. Không vào. Bóng đã đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc thôi. Sau những lộn xộn thì trái bóng đã rơi về phía Hữu Thắng với cái chân trái rất quen thuộc của mình. Những cú đá của anh đã đưa bóng chạm chân một cầu thủ áo vàng và đi ra ngoài cùng sự tiếc nuối. Cú sút nguy hiểm. Vào!
tình huống mà Thành Nhàn đã tạo ra được sự khác biệt. Đây là điều mà Thành Nhàn đã rất chờ đợi trong năm 2024 này. Sau một quãng thời gian rất dài, anh không thể góp mặt trong màu áo của PVFC Andorra vì chấn thương. Giờ thì Đông Vua phá lưới ở mùa giải 2023 tại V-League 2 đã công hiến cho chúng ta một bàn thắng rất đẹp mắt theo đúng phong cách của Cristiano Ronaldo. Một cú đá knuckle shot và đã đánh bại được thủ thành Quang Thế Tài, mang lại một màn ăn mừng cực kỳ cảm xúc của Thành Nhàn. Khuất Văn Khang vẫn tiếp tục là Khuất Văn Khang tạt bóng vào. Bảo Long đã đọc được tình huống mà Khuất Văn Khang muốn chuyền bóng dành cho Trương Tiến Anh ở cánh đối diện. Có đôi chút nóng vội phía trước của Dương Văn Hào trong tình huống vừa rồi là rất nhiều khoảng trống. Và băng lên rất nhanh của Hữu Nam, đẩy bóng quá dài mất rồi. Mà tại V-League 1 họ đã có khoảng gần nửa mùa giải thi đấu không hiệu quả. Trương Tiến Anh, tốc độ của Trương Tiến Anh, đưa bóng vào, dứt điểm, không vào. Đến lượt Phí Minh Long trổ tài, từ chối nỗ lực của Khuất Văn Khang. Và đi bóng quen thuộc của Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang cũng đã di chuyển thông minh. Anh đã di chuyển vào khoảng trống giữa hai trung vệ bên phía đội khách và có được cơ hội để tung ra một cú chạm bóng. Tình huống đưa bóng vào là của Khuất Văn Khang, đánh đầu, dứt điểm, sút bóng, không vào. Nỗ lực đi bóng của Minh Bình, dứt điểm, không vào. Băng lên của Thái Bá Đạt, cú đánh gót rất thông minh, cơ hội cho PVFC Andorra, không được. Cần một chút tinh quái hơn, cầu kỳ hơn trong pha bóng vừa rồi. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel, cơ hội để các cầu thủ áo đỏ có thể tung ra một tình huống dứt điểm. Trương Tiến Anh chân trái, bóng rất bài bản và sau đó là một cú đá bằng chân trái của số 86. Bóng đã đi vòng qua tay của Phí Minh Long cùng nỗ lực tung hết người. Nhưng gần đó là không đủ. Không đủ. Không thể cản phá được cú đá của Trương Tiến Anh. Cái gương mặt Trương Tiến Anh, người đã tạo ra được rất nhiều đột biến. Xử lý tốt, cú dứt điểm, không vào. Đến lượt Quang Thế Tài tỏa sáng. Những phút cuối thì PVFC Andorra sẽ còn chơi mạnh mẽ hơn nữa để tấn công về phía khung thành của Quang Thế Tài. Tuyến 2. Rất nhiều những cú dứt điểm. Goal! Hai đều trên sân vận động hàng đấy. Liên tiếp là những cú dứt điểm. Và Hiểu Minh đã rất nhanh chân. Trong pha bóng này thì các cầu thủ áo đỏ không có được sự an toàn với việc bảo vệ bóng hai. Với những tình huống bóng hai và sau đó thì Hiểu Minh đã ra chân rất nhanh. Và tỉa bóng xuống, cơ hội dành cho Thanh Nhàn. Thanh Nhàn làm gì? Dứt điểm. Không được. Thanh Nhàn đã thoát xuống sau khi mà Phan Tuấn Tài phá trượt bóng. Thái Bá Đạt một lần nữa cho thấy được sự điềm tĩnh của một cầu thủ còn chưa chạm tuổi đôi mười. Không được. Khuất Văn Khang lên bóng dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Bây giờ là Khuất Văn Khang và băng lên là của Huy Hùng Trăng. Không phải, đó là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Vẫn là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Khuất Văn Khang
không thể chuyền bóng ngược trở lại. Nếu như Nguyễn Đức Hoàng Minh có đủ sự tỉnh táo để gạt bóng sang dành cho Trương Tiến Anh ở tư thế chống trải thì cơ hội của thể công Viettel sẽ trở nên sáng rõ hơn. Và như vậy là quãng thời gian thi đấu chính thức đã kết thúc. Thể công Viettel và PVFC AND hòa nhau với tỷ số 2 đều. Và họ sẽ phải bước lên loạt đá luân lưu để phân định đội bóng nào bước vào vòng đấu bán kết của Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Hoàng Đức và Phí Minh Lộc, họ sẽ là những người mở đầu cho loạt đá luân lưu này. Hoàng Đức, Phí Minh Lộc đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá của Hoàng Đức đưa bóng vào một quỹ đạo đủ khó để đánh bại được Phí Minh Lộc. Phí Minh Lộc cũng đã khẽ sượt vào trái bóng. Thanh Nhàn, cú đá của Thanh Nhàn đã đưa bóng ngược với hướng đổ người của thủ thành Quang Thế Tài. Tỷ số trong loạt đá phạt đền đang là 1-1. Quốc Văn Khang và Phí Minh Lộc. Quốc Văn Khang cũng đã có một cú đặt lòng tốt để đánh lừa được thủ thành Phí Minh Lộc. Hiểu Minh và Quang Thế Tài. Hiểu Minh cũng đã đánh lừa được Quang Thế Tài. Bùi Tiến Dũng và Phí Minh Lộc. Cú đá với lực tốt, bóng đi hiểm. Phí Minh Lộc một lần nữa đoán đúng hướng, nhưng anh đã không thể ngăn cản được. Bảo Long và Quang Thế Tài. Bảo Long đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Một cú đá vào góc cao và nó cũng ngược với hướng đổ người của thủ thành Quang Thế Tài. Trương Tiến Anh đá đầy quyết đoán, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Phí Minh Lộc và khiến cho các cổ động viên của câu lạc bộ Thể công Viettel trở nên phấn khích. Hữu Nam và Quang Thế Tài. Không vào! Cú đá đã đưa trái bóng đi vọt sang ngang. Phí Minh Lộc phải cứu thua thì mới có thể giữ PVFC AND ở lại. Mạnh Cường! Và như vậy là Thể công Viettel đã có được chiến thắng sau loạt đá luân lưu với tỷ số 5-3 trước các cầu thủ PVFC AND. Điều này đồng nghĩa với việc Thể công Viettel sẽ bước vào vòng đấu bán kết của Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một trận derby của thành phố Hà Nội tại bán kết của Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 giữa Hà Nội FC và Thể công Viettel. Ở trận đấu còn lại cũng sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.